Các bạn vào trang web bác sĩ Nhật, à, là BS Phạm Quang Nhật.com. À, các bạn thấy trên màn hình đó. Đây là cái thông báo đầu trang. Thì các bạn có thể mình đăng ký vào, mình nhấn vào bên góc phải màn hình có dấu mà chữ thập cũng được. Thì có chọn ngày chọn giờ ha. Và cái địa chỉ các bạn, nếu các bạn không biết đường đi, các bạn có thể nhấn vào cái 431 Nhật Thành là cũng có thể là nó chuyển hướng. À, đó các bạn thấy là chuyển hướng đó, để mà chỉ đường cho các bạn. Chẳng hạn như là bây giờ là chỉ đường từ nhà bác sĩ Nhật đi tới phòng khám mất 14 phút dữ người ta, bây giờ mới phát hiện ra là cũng xa quá trời ha. Đó thì đó là cái hướng dẫn chỉ đường cho các bạn. Và phía trên nữa là cái số điện thoại của Lễ Tân, các bạn có thể nhấn vào và các bạn có thể gọi điện thoại được ha. Hiện tại bây giờ bác sĩ Nhật đang để ở chế độ máy bay để nói chuyện cùng với các bạn. Và chúng ta chọn ngày giờ đó, cái dấu buổi. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấn vào cái dấu ba sọc ở bên tay trái thì các bạn cũng sẽ thấy các cái mục phía dưới cùng là cái mục mà đăng ký. Và các bạn thấy là bác sĩ Nhật có xây dựng các cái chuyên mục, các bạn thấy có chuyên mục ha, điều trị nè, hiếm muộn nè, rồi điều trị sảy thai nè, điều trị chuyển phôi các bạn ha, chăm sóc thai kỳ vân vân vân. Và thậm chí các bạn muốn mà biết được cái vấn đề về thuốc thì các bạn có thể nhấn vào cái chỗ mà nhập thuốc ha, thì bác sĩ Nhật cũng có cập nhật. Ngoài ra thì các bạn có thể là toàn bộ hơn 300 bài viết có thể nằm ở cái mục mà tất cả bài viết. Và ngoài ra thì các bạn thấy có cái biểu tượng ở phía dưới thì các bạn thấy là chúng ta có thể chọn ngày giờ, và quan trọng là có cái số Zalo, các bạn nhấn vào và bộ phận là liên lạc ngay với bộ phận kỹ thuật qua Zalo các bạn ha. Thì những cái hướng dẫn bác sĩ Nhật sẽ đăng tải ở trên trang web này. Và bây giờ chúng ta thử một cái vấn đề về đăng ký. Thì chúng ta thử vào một cái vấn đề về đăng ký. Rồi, thì các bạn thấy rằng là khi các bạn nhấn vào đăng ký thì chúng ta sẽ có hiện cái ngày. Cái ngày nào mà bác sĩ Nhật thăm khám thì nó sẽ hiện lên. Các bạn thấy như là 5 tay, 7 tay, 9 tay ha. Đó, thì ví dụ như 5 tay, rất là nhiều bạn đã chọn, hơn một nửa các bạn đã chọn rồi ha. Các bạn nhìn thấy cái kiểu này. Những bạn nào mà có đi coi phim á thì các bạn thấy cũng cái kiểu giống như vậy, chọn giờ. Thì đây là một cái bắt chước của bác sĩ Nhật khi mà ngày xưa lúc mà còn trẻ đi coi phim ha. Hiện tại bây giờ là già rồi cũng không còn thời gian để đi coi phim nữa, chỉ mở Netflix ở nhà mà coi ha, khi mà những buổi rảnh rỗi mà thôi, không thì coi YouTube ha. Đó thì các bạn thấy là có, chúng ta có cái mục giờ, các bạn có thể chọn cái mục giờ. Chỉ có những cái ngày bác sĩ Nhật khám thì nó mới hiện lên cái màu đỏ, các bạn thấy không? Đó. Đó, ví dụ như thứ bảy thì các bạn đó, rất là nhiều bạn là rảnh rỗi vào thứ bảy và các bạn đã chọn cũng khá là nhiều rồi đó. Thì các bạn thấy giờ như là bây giờ các bạn chọn vào thứ năm là bảy tay đi, bác sĩ Nhật chọn cuối giờ là ngày là lúc là 21:55 các bạn ha. Rồi các bạn sẽ nhập cái số điện thoại, số điện thoại 0818876431 ha. Rồi họ tên Phạm Quang Nhật, địa chỉ chẳng hạn như phòng khám là 431 Nguyễn Chiến Thành ví dụ. Và các bạn chọn lý do đến khám, lý do đến khám của các bạn có thể là khám thai, khám hiếm muộn, khám phụ khoa, thì mình chọn một mục thôi. Và tình trạng tiêm ngừa, thì thật ra cái tình trạng tiêm ngừa này để bác sĩ Nhật biết là các bạn đã tiêm ngừa rồi, để bác sĩ Nhật hướng dẫn các bạn, tư vấn cho các bạn là tiêm ngừa như thế nào. Và những bạn đã từng nhiễm trong vòng 6 tháng đổ lại thì có nghĩa là chúng ta không có cần phải đi tiêm ngừa nữa, và chúng ta đã được cái một cái lượng kháng thể đã bảo vệ rồi. Và chúng ta nhập email, các bạn nhập email này thì để được cái thông báo là nhắc nhở khám. Nếu các bạn không có email thì mình tạo lập một cái email đi, nó cũng đơn giản, một cái Gmail nó rất là đơn giản các bạn. Và thậm chí là các bạn nếu như mà không rành về công nghệ, các bạn không có thể tạo được, thì các bạn cũng có thể nhắn Zalo cho bộ phận IT, bộ phận IT sẽ hỗ trợ các bạn tạo email cũng được ha. Tuy nhiên là cái này chắc là các bạn ai cũng có rồi. Và cuối cùng là các bạn sẽ có một cái mã để mà chống spam ha, đó là chống những cái con bot mà nó spam cái trang này. Sau đó thì mình nhấn vào mục đăng ký. Rồi thì như vậy rõ ràng là các bạn thấy là các bạn đã đăng ký thành công. Báo ngay luôn cho các bạn luôn là như vậy là các bạn không có băn khoăn. Tại vì tối hôm qua thì cũng khá nhiều các bạn nhắn rằng là các bạn đăng ký rồi mà không biết có thành công hay không.
Thì đó, bây giờ báo lên cho các bạn là các bạn đã đăng ký thành công và các bạn có thể tới trước 15 hay là 10, 15 phút ha. Và đây là cũng có số điện thoại của bộ phận IT, nếu như các bạn mà chọn lộn giờ hoặc là các bạn là bận việc, các bạn muốn thay đổi giờ thì bộ phận IT sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn mà ở ngoài tỉnh, cái này thì cái phía dưới này là ở các bạn ngoài tỉnh. Bởi vì là các bạn ngoài tỉnh nếu như mà muốn vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn phải có giấy hẹn khám và các bạn phải có là xét nghiệm COVID là âm tính trong vòng 48-72, chích ngừa là tốt nhất và phải có khai báo y tế. Thì ví dụ như là bây giờ bác sĩ Nhật là ở ngoài tỉnh đi, thì bác sĩ Nhật muốn lấy giấy hẹn của phòng khám là ngày rồi, bây giờ bác sĩ Nhật chọn khám là hồi nãy là tối thứ năm ha. Số điện thoại 0819976431. Rồi địa chỉ cư ngụ là 431 Nguyễn Chí Thành. Rồi hồi nãy bác sĩ Nhật chọn là 21:45. Rồi cái email là các bạn nhập vào để chúng ta lấy giấy ha. Cái này thì các bạn chắc là phải nhập rồi, email này chúng ta phải nhập rồi. Rồi bác sĩ Nhật ví dụ phòng khám Phạm Nhật là a@gmail.com. Rồi và tình trạng tiêm ngừa thì các bạn nhấn vào tiêm ngừa. Cái việc mà khai báo di chuyển nội địa thì tùy các bạn. Chúng ta khai báo thì tốt, còn chưa khai báo thì chúng ta nên khai báo. Rồi đến khám sản phụ khoa, rồi sau đó các bạn nhấn vào nhận giới hẹn. Các bạn nhận giới hẹn, các bạn bấm vào thì các bạn đợi khoảng cỡ 5 giây. Các bạn thấy là đây là cái giới hẹn ha, các bạn thấy trên màn hình đó, đây là giới hẹn đến khám, ngày nào, địa chỉ ha, và quan trọng là có cái chữ ký số. Thì cái giấy này có thể là các bạn chụp ảnh màn hình cũng được, hoặc là các bạn được gửi qua email thì có chữ ký số của bác sĩ Nhật, thì như vậy nó thuận tiện cho các bạn hơn, để cho các bạn có thể đến khám tốt hơn.